Một bán đảo xanh màu ngọc bích, tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đại dương mênh mông, những ngọn núi nhấp nhô với tạo hình độc đáo của tự nhiên. Vương quốc của san hô, tôm hùm, của những sản vật mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Ngôi làng chài thấp thoáng nếp mình dưới thung lũng sâu, với những ngư dân cần cù ngày đêm bám biển. Đến ngôi làng này, người ta sẽ được nghe những câu chuyện ly kỳ về một thời khai hoang mở cõi của cha ông, để đến ngày nay vẫn còn là một huyền thoại với mỗi người con xứ biển. Minh Lập, một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ với những nét vẽ mượt mà, sống động, một Maldives thu nhỏ của Việt Nam. Điểm nhấn trong bức tranh tứ bình góp phần làm nên bản sắc riêng của một vùng biển đảo Nam Trung Bộ. Bình Lập là một bán đảo nằm trong vịnh nước sâu Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 90 km. Nếu như Bình Ba nổi tiếng với bãi biển trong xanh, cát trắng, Bình Hưng thì nhẹ nhàng nằm chơi vơi giữa biển, bình tiên yên ả dưới chân núi Chúa, thì Bình Lập lại hút hồn với vẻ hoang sơ vốn có của nó. Bình Lập không có nhiều bãi tắm đẹp như ba hòn đảo còn lại, nhưng biển ở đây lúc nào cũng dịu dàng, trong xanh đến quyến rũ. Để đến được Bình Lập, chỉ có hai cung đường là đường bộ và đường biển. Trước đây, người ta thường đi bằng đường biển vì thuận tiện hơn trong việc vận chuyển hàng hóa. Từ cảng Ba Ngòi, di chuyển bằng cano đến Bình Lập mất khoảng 60 phút. Đây có thể xem là cung đường cảm nhận rõ sự bình yên, hiền hòa của vùng biển nơi đây, bởi mặt biển rất êm, trong xanh và có thể nhìn thấy được hoạt động chài lưới đánh bắt hải sản diễn ra tấp nập. Rất nhiều ngôi nhà nổi ven biển, dù bán đảo này nằm biệt lập với đất liền. Hồi trước không có đường thì toàn là đi chống chèo hoặc là đi chiếc ghe đò nhỏ nhỏ đi qua bên đất liền thôi. Chính hồi kia tôi cũng làm việc năm 90 đổ lôi này là tới 2000 á. Thì chưa có đường phải đi bộ đi họp mà phải đi bộ trong đường rừng đường núi đi xuống với Bình Tiên, nước ngọt hồi đó mình còn Bình Tiên chưa có cát ra. Bình Lập được mệnh danh là Maldives thu nhỏ của Việt Nam bởi địa danh này sở hữu những bãi cát trắng mịn, nước biển trong đến mức ở bờ cũng có thể nhìn rõ một màu xanh ngọc bích. Một đặc sản nữa mà không thể không kể đến của bãi biển này là những khu nghỉ dưỡng trên biển và những rạn san hô ngũ sắc ẩn mình dưới làn nước trong vắt. Nhiều du khách đến Bình Lập vẫn ví như cô gái dịu dàng, tĩnh lặng, không xô bồ. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Bình Lập vẫn giữ được nét hoang sơ, nguyên thủy, sự yên bình, thanh tịnh thực sự của một thiên đường biển nhiệt đới, khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến. Với đặc điểm biển trước mặt, sau lưng là núi, cuộc sống của người dân nơi đây khá biệt lập với các vùng lân cận. Nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản gần như là nghề duy nhất nuôi sống người dân Bình Lập. Thôn nằm khá kín kẽ, được bao bọc bởi những dãy núi cao, hùng vĩ, phương mình ra biển. Thôn có ba xóm là Bãi Lao, Tàu Bể, Bãi Ngang. Mỗi xóm đều có những nghề đặc trưng được hình thành từ vài chục năm qua. Cái thôn Bình Lập mình có đặc biệt là cái địa lý của thôn Bình Lập là nó được nằm hai mặt giáp biển, ba mặt giáp biển. À, tại bây giờ là ở trong thì cũng có cái mặt ở trong vịnh, ở ngoài thì nó có cái là tiếp giáp biển lớn.
Thế thì bây giờ là một số thì là nuôi trong cũng được, bơm trong cũng được, ở ngoài cũng được. Ở ngoài thì cái nước nó thấp hơn, rồi nó cái thành từ cái chỗ đó nó mới phát triển được cái ngành nghề của thủy sản, nuôi trồng thủy sản của cái thôn. Nhà ông Năm Mây nằm ở bãi lau cuối của con đường dẫn vào làng chài, và là một trong những người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, nên những câu chuyện về Bình Lập ông là người hiểu hơn cả. Những năm 70 của thế kỷ trước, ngư dân phía bên kia vịnh Cam Ranh thường chèo thuyền qua vùng đất này để lấy củi và cây rừng về. Thấy vùng đất này yên bình, được che chắn bao bọc bởi núi, dưới biển thì tôm cá nhiều, nên nhiều người đã chọn làm điểm dừng chân. Khi mà cái hiệp định Paris á, rồi xong á là rút quân, Nam Triều Tiên rút quân, bây giờ có một cái số lính của Việt Nam Cộng Hòa thì cũng qua ở đây. Nhưng mà cái lúc đó thì cũng hơi dễ dãi, thì bây giờ có một cái số dân đi qua đây để kiếm củi để về là dùng. Nhưng mà rồi có một cái số dân là cũng ở bên kia từ hồi làng cũ của người đó, bây giờ tới chừng đó người ta đi cũng đi về để mà về làng cũ. Thì bây giờ lúc đó thì rồi thì có dân của làng cũ với cái dân mà coi như đi qua để định ở lại là coi như là 32 hộ. Thì bây giờ cái chia một cái số đất ở dưới bãi ngang là coi như là mỗi người mỗi lô. Khi mới đến đây, đa số người dân đều sống tựa vào những sản vật khai thác từ rừng, trồng cây ngô, cây mì trên đỉnh núi để chống đói, chứ chưa chú ý đến nguồn lợi từ biển. Cuộc sống muôn phần vất vả. Lúc đó bây giờ mình cũng đánh bắt, nhưng mà coi như cái phương tiện cũng thô sơ. Rồi với hồi đó thì qua để mà làm lương thực. Rồi cái thời điểm đó là cái thời điểm cần lương thực. Bây giờ mình phải qua là để mà trồng mì, trồng bắp, để mà là thu nhập thêm. Tại vì cái hồi đó là cái số lượng mà khẩu phần bán gạo thì nó hạn chế. Dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Năm, vợ của ông, vẫn còn nhớ như in những ngày đầu đặt chân đến Bình Lập, dựng làng, lập ấp. Do thấy khung cảnh xuân thủy hữu tình, một bên là vịnh, một bên là núi, kín gió, nước biển trong xanh, nhiều tôm cá, nên quyết định chọn vùng đất này ở lại. Nó qua đây núp trong gành, trong đá đồ á, núp hang, rồi thấy chỗ này nó im quá ha. Nó im, nó ngon á, rồi mình cái ở đây luôn, cái mình đi làm phát rẫy. Hầu đó đi chặt củi, úp than rồi vậy, rồi cái lần lần phát được cái rẫy rồi. Thấy im ái rồi, sau này người ta mới nuôi tôm, mình cũng nuôi, cũng làm. Từ những ngày trồng trọt lương thực trên đỉnh núi, đến xuống biển bắt con tôm, con cá, bà Năm đều trải qua, cũng như bao nhiêu người dân ở vùng biển này. Biển giàu có như chiều chuộng, nuôi dưỡng những người dân cần cù, chất phác. Đến thời điểm này, cũng hơn 40 năm gắn bó với biển, những người như vợ chồng ông Năm Mây cũng được xem là kình ngư trong làng, có thể phán đoán được mọi việc trong những chuyến ra khơi. Mấy chục năm từ hầu giải phóng qua đây rồi là đi luôn, đi biển luôn. Thành như bác câu mà như cái con mực á, kéo con mực á mà nó ăn còn ký hay là nửa ký 7-8 lạng là chưa kéo lên, chứ mà còn ở dưới biển mình đã biết rồi. Còn một lạng, hai lạng, nửa lạng đồ là biết rồi. Cái con mực nó nhỏ nó ăn khác rồi biết. Câu mình có con tôm á, hai con tôm á, mà rồi mình cột ở trong cái ấm câu tôm giả đó. Nãy lấy ra cho cô nó coi. Rồi cái bắt đầu mình thả nó xuống, cái mình cái bơ đi. Bơ đi nhẹ nhẹ, bơ từ từ từ, ăn sau nó níu. Níu cái bắt đầu mình kéo. Mình kéo mà đừng có cho nó trục cái tay. Nếu nó trục là nó sức con mực liền. Mà mình kéo nhanh nữa là nó cũng bất. Kéo từ từ từ, đừng có cho dắt tay, ngờ tay là nó rớt con mực ra. Nghề chính của người dân bãi lau là nghề lưới cá mai và câu mực. Cá mai có mùa, thường thì bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hàng năm, ngư dân đánh bắt được nhiều hơn. Đây là nghề gần bờ, chủ yếu trong vịnh Cam Ranh, chứ không ra khơi.
Tuy nhiên, nguồn lợi không còn nhiều như trước. Hồi xưa thì mình định cá, mình đi tới ngay chỗ đá. Nếu mà bữa nay mình đánh chỗ này, mà thấy nó ấy là mình định ngay cái chỗ đó mình tới mình đánh là có liền. Mà bữa nay thì bây giờ không định được, bây giờ mình phải chạy mình pha đèn. Mà chừng nào thấy nó là mình mới đánh. Tại vì bây giờ là nó không có đi theo cái lộ trình của nó như hồi xưa. Bây giờ là coi như nó đi vô tới đá thì bị dẻ cào, kia nó cào là mất hồn phải đi chỗ khác. Là thành bây giờ nó phải có một cái, nó không phải định như hồi xưa. Hồi xưa là như bữa nay là chỉ đánh tới đây là coi như tính là thời tiết là đi tới ngay cái chỗ đó là có cá. Mình đi về hay chỗ nào mà mình pha đèn, mình pha để thấy mà nó đổ lên nó nhiều á là mình quýnh mình bao lưới là coi như kéo là có. Còn mà nó không pha, nó không nhảy, không ấy là không có. Đi cũng gần, từ đây như đi ra nửa kinh đây à. Nửa kinh này với đi xuống ở dưới chỗ ủy ban đó. Rồi mình trước ủy ban ra bung ra khờ rồi quýnh. Hay chị cá nó ở chỗ nào thì mình quýnh chỗ nấy. Cái hầu lên biết số 4, hôm qua đi lên số 4. Chúng tôi quyết định hôm sau sẽ theo ghe chài của ông Năm ra biển để tận mắt chứng kiến công việc của ông trong mấy chục năm qua, cũng như cảm nhận sự vất vả của ngư dân miền biển mùa lưới cá mai. Ba giờ sáng, cả xóm Bãi Lao vẫn chìm đắm trong màn đêm. Ông Năm Mây thức dậy, bắt đầu cho chuyến ra khơi. Ông lấy đèn, bình ắc quy và một số vật dụng cần thiết, rất nhanh gọn. Những ngày tháng 8 âm lịch, Bình Lập thường được bao phủ bởi những cơn mưa nặng hạt, ngập đến gần nửa chiếc thúng chèo. Tàu đậu xa bờ nên phải đi thúng ra. Mỗi lần đi, bạn đồng hành cùng với ông là vợ và cô con gái Úc. Hôm nay thì có thêm chúng tôi. Tuy đã gần 70 tuổi, nhưng mọi việc ông làm đều rất nhanh gọn, dứt khoát. Máy nổ, tàu từ từ tiến ra khỏi bờ. Màn đêm tĩnh mịch, ngoài những kinh nghiệm đi biển bao nhiêu năm qua, thì thứ có tác dụng nhất trong lúc này là chiếc đèn pha. Đèn pha đến đâu, cá sẽ nhảy lên mặt nước đến đó. Ông cho tàu chạy ra xa hơn để tìm được cá. Đi được khoảng 30 phút, những đàn cá nhảy như mưa lên mặt nước. Ông giảm ga và ra hiệu thả lưới. Bàn tay thoăn thoắt, nhịp nhàng theo tiếng máy. Đơn giản, nhưng nếu không quen, lưới sẽ cuộn lại, cá không dính. Ở Bãi Lao, nhà nhiều thì có vài chục tấm lưới, kéo dài hàng cây số, nhà ít thì chỉ vài tấm. Do không có người khỏe mạnh, nên hôm nay ông chỉ thả 5 tấm. Lưới thả xong, được đặt đèn báo hiệu ở hai đầu để các tàu qua lại biết mà tránh. Thông thường, khi thả hết lưới, chỉ chờ đến 10 phút là kéo lên. Ông cho tàu chạy vòng vòng quanh lưới để trông chừng và cũng để giết thời gian. Những chiếc áo ni lông được trang bị để không bị ướt. Mỗi người một bên kéo lưới, sắp xếp gọn vào khoang tàu. Nếu cá ít thì ngư dân sẽ gỡ trên tàu, cá nhiều thì sẽ đem về bờ vũ ra. Thỉnh thoảng lại có những chiếc ghe cào tiến gần, ông Năm phải ra hiệu cho tàu ra xa, không mắc vào lưới.
Chúng tôi háo hức chờ những mẻ cá mai được kéo lên. Thế nhưng có lẽ hôm nay không may mắn. Kết thúc buổi đánh bắt chỉ được hơn 5 ký cá. Ông Năm cho tàu quay vào bờ. Mỗi người một suy nghĩ lướt qua mặt nước. Làng ẩn hiện dưới chân núi được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo của đêm. Bình minh, huyền ảo, yên ả đến lạ thường. Những chiếc tàu của ngư dân Bãi Lao cũng cập vào bờ. Ai cũng hối hả vũ lưới, gỡ cá, vì hôm nay trúng mẻ cá lớn. Ngày đi biển, việc đánh bắt cá cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chuyện bắt được nhiều hay ít là việc bình thường. Cá hầu thì đi cũng được 5-60 ký. Còn cá hầu cá tạ, còn cá hầu 2-30 ký, cá hầu cá 10 ký, còn cá hầu không có. Hôm qua đi vừa cân ký à. Nhưng mà cũng đi. Cũng đi. Biển mà. Mình làm cá hầu có hầu không. Chứ bây giờ mình thấy người ta đi có rồi mình đi là rồi cá hầu ra không có rồi mình nghĩ sao. Mình có cũng đi, không có cũng đi. Nơi tập trung đông dân cư nhất của Bình Lập là xóm Tàu Bể, nằm trải dài theo chiều dài của đảo, hướng ra cửa lớn. Từ đây, có thể phóng tầm mắt, bao quát cả vịnh Cam Ranh, nhìn thấy được cả đảo Bình Ba và Bình Hưng. Tàu Bể có một cầu cảng, là nơi tàu bè thu mua hải sản, thức ăn cho tôm hùm cập bến mỗi ngày. Đây cũng là nơi nhộn nhịp nhất của Bình Lập vào sáng sớm. Mỗi lần tàu vào bờ, cả xóm Tàu Bể như mở hội. Mọi người đổ ra cầu cảng để đón tàu về, phân phát hải sản lên bờ, bán cho thương lái để làm thức ăn cho tôm hùm. Nhiều người tranh thủ chế biến mồi tôm ngay tại cầu cảng này để tiện cho việc đưa xuống ghe đem ra bè. Anh Võ Tình đã có hơn 15 năm gắn bó với nghề nuôi tôm của Tàu Bể. Sau những chuyến lên đên trên biển, quá vất vả, anh chuyển sang lấy thức ăn cho tôm hùm về bán cho ngư dân trong làng. Hôm đó bắt đầu đi biển và thấy đi biển nó cũng bắt bên ra, xong bắt đầu đi thu mua con giống gì bỏ cho bà con đây nó nuôi. Rồi bắt đầu thấy mình làm ở đó nó cũng được, mà giờ nuôi chăn nuôi đây thấy nó cũng được, rồi bắt đầu mình bên đây là đi chăn nuôi, vợ đi thu mua con giống gì bỏ cho bà con ở đây. Mỗi ngày anh phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua thức ăn cho tôm, vận chuyển từ cảng Ba Ngòi bên bờ Cam Ranh về. Từ những con sò, ốc, tôm, tép đến những loại phế phẩm hơn như hào đá đều là thức ăn cho tôm. Con tôm hùm là bất cứ con gì nó ăn cũng được. Hầu hay là sò, con chán chán rồi nó cũng ăn hết á. Kể cả này luôn. Kể cả nó sò là bỏ nguyên con vô cho nó ăn luôn à. Tôm mà có 3-4 lạng đổ lên là đang hết á. Còn nhỏ. Nó có chừa nhỏ thôi. Không, ví dụ mình chai đủ màu á thì nó chừa nhỏ. Còn ăn mà thiếu một chút là nó cắn nát dụng luôn á, như đất luôn á. Rồi mình chỉ quạt quạt là nó bay ra sạch hết á. Thức ăn cho tôm nhỏ sẽ được cắt ra cẩn thận. Tôm lớn thì có thể để nguyên. Sau khi làm xong, ngư dân chuyển mồi xuống tàu để bắt đầu ra lòng cho tôm ăn. Theo anh Tình, cực nhất trong nghề nuôi tôm lòng là lặn cho tôm ăn, nhưng vẫn không vất vả bằng đi biển. Ông cũng thấy bình thường chỉ làm lòng, thả xuống rồi ngày cho ăn có 1 văn cho mấy. Mấy năm thì mình cho ăn 2 văn mà giờ mình thấy 2 văn nó cũng vậy à. Bây giờ cho ăn 1 văn, bây giờ cho ăn rồi vô nghỉ, cho ra đâu làm đâu. Chúng tôi theo tàu của anh Trương Văn Tâm ra tận bè để cho tôm ăn. Nghề nuôi tôm bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng thật sự phát triển mạnh từ những năm 2000. Nhà nhiều thì vài chục lồng, nhà ít thì cũng có đến chục cái. Coi như nhà nào cũng có. Bây giờ người giống nhiều, thì bây giờ là nuôi được cái số nhiều. Thì tại vì cái số, cái mức nuôi của cái mức nuôi ấy, thì nó dài hạn. Nhưng mà ta có vốn nhiều rồi, đó cái năm đó ta bỏ nhiều thì ta thu ra được nhiều.
Bình Lập được mệnh danh là Vương quốc tôm hùm. Mỗi năm thu hoạch một lần vào khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm. Tôm ở đây nổi tiếng thơm ngon, thịt chắc, đã tạo nên được thương hiệu cho vùng biển Khánh Hòa. Cũng như anh Tình, từ khi nuôi tôm phát triển, ngư dân Tàu Bể đã bắt đầu chuyển sang đầu tư cho tôm. Hầu như rất ít người còn gắn bó với nghề đi biển. Trước kia mình cũng đi biển, mình nuôi tôm ít á, mình đi biển. Giờ mình nuôi tôm nhiều là mình ít đi hơn. Chứ mình thẻ hơn, nhiều gì cũng khé, ít đi hơn. Nói chung kinh tế nuôi tôm thì kiếm ăn được nhiều hơn. Biển chỉ mình dân biển mà chỉ đủ ăn, đủ xài, dư thì ít dư lắm. Mùa màng tôm tép lên thì không bè thương, con làm thì mình kiếm thêm được ít. Tàu cập vào bè, anh Tâm cùng người làm chuyển thức ăn lên bè. Trước đây, anh chỉ nuôi tôm hùm, nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh đã đầu tư thêm bè nuôi cá bớp. Công việc chỉ tập trung vào sáng sớm, đến giữa trưa là xong, nên ngư dân cũng đỡ vất vả hơn. Thì tới mùa gió mùa mấy là mình chạy ghi, mình đi qua bên bên ngoài mình lấy màu gì nó cực hơn. Còn gì tới chỗ thì sướng rồi, gì tới chỗ là mình cắt màu xong mình đi lại chăn thôi. Làm buổi sáng mà. Làm buổi sáng. Sáng chiều như chiều mình rảnh đi phỉ thì mình đi làm lòng, không phỉ thì mình nghỉ. Mệt mỏi thì mình nghỉ thôi. Do nằm hướng ra cửa lớn, nước lưu thông dễ dàng nên môi trường biển ở đây sạch sẽ, tôm hùm mới phát triển được. Lòng tôm nằm sâu dưới biển, cách mặt nước gần chục mét, nên người dân phải lặn xuống, mở lòng để cho thức ăn vào. Đây được xem là phần vất vả nhất đối với nghề nuôi tôm. Do cái cửa đây nó rộng, nước ren nước vô nó thoải mái hơn. Còn như mấy chỗ kia thì nó vô trong đó, nước nó ốm lại. Ví dụ như mấy chỗ nhà máy thủy sản nó ren thì nó ô nhiễm hơn cho mình đây. Chung của mình đây nước nó cũng tốt hơn được một chút nhé. Con tôm thì nó có nhạy cảm với cái nước không? Nhạy chứ. Nó mà khó nước là heo chịu nổi, nói chung như mấy năm trước kia thì nuôi ít heo lắm, mà giờ nói chung nó cũng heo mà điều không đáng kể. Khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm, ngư dân trong vùng bắt đầu đi biển mành tôm để bắt con giống về nuôi. Mành thường ở trong vịnh ít ra xa, và đó cũng là thời điểm thu hoạch tôm hùm của ngư dân Bình Lập. Sau một năm lặn ngụp dưới đáy biển, giờ công sức của ngư dân vùng biển này cũng được đền đáp. Những giỏ tôm hùm đầy ắp được chuyển lên bờ cân bán cho thương lái. Theo ngư dân, mùa tôm năm nay vừa trúng mùa lại được giá. Tôm hùm bông có trọng lượng ngoài 1 kg với giá hơn 1,7 triệu đồng trên ký. Trừ hết chi phí, mỗi lồng tôm ngư dân thu lợi hơn một nửa. Từ khi chuyển sang nuôi tôm, xóm Tàu Bể trở nên sung túc hơn. Ngư dân phần nào vơi đi vất vả. Đỡ hơn nhiều luôn chứ. Nó cũng khỏe. Mình khi mình lên sức lên này, tiền bạc nó cũng dễ dàng dễ xài dễ xử. Cho ăn đồ lấy cái tiền lên là chuẩn bị vô mùa mình bán lại tiếp. Thì cũng thoải mái. Nói chung về bữa nay là ở đây toàn là cứ ăn hay chờ nuôi tôm gì không, ít cái làm gì. Cái sáng ra gì đâu trưa vô. Một làn gió mới cho Bình Lập khi thu nhập của ngư dân ngày càng được nâng cao. Bình Lập ngày nay đã khoác lên mình một chiếc áo mới với diện mạo mới. Nhà cửa được xây dựng khang trang, đường xá được bê tông hóa. Và những người cả đời gắn bó với biển như ông Năm May, anh Tình, anh Tâm hay bất cứ ngư dân nào của Bình Lập đều mỉm cười với những ưu ái mà biển đã dành cho xóm làng này. Biển không bao giờ bạc. Chiều xuống, Bình Lập yên ả là thường. Ngư dân sau một buổi lặn ngụp dưới biển, chiều là thời điểm nghỉ ngơi, lấy sức cho ngày hôm sau. Thỉnh thoảng, có vài người ra biển vệ sinh lòng tôm để chuẩn bị cho một mùa nương mới. Cả không gian và thời gian như hòa quyện vào nhau, điểm tô bằng những cành hoa đặc trưng của nơi này, tạo nên cho Bình Lập vẻ quyến rũ lạ thường.
Bình Lập được mệnh danh là một trong những vùng biển đẹp nhất Việt Nam, một Maldives thu nhỏ. Tuy nhiên, không phải vì có những resort hoành tráng, khu nghỉ dưỡng hoàn hảo, mà đó là vẻ hoang sơ chưa bị tác động bởi bàn tay của con người. Bãi Lao và Bãi Ngang là hai điểm có sức hút lớn với mọi người khi đến Bình Lập. Nơi đây không chỉ có cảnh vật thiên nhiên và loại tuyệt đẹp, mà còn có sự tạo hình của con người trên những tuyệt tác của tự nhiên. Có cái công ty du lịch Ngọc Sương á, thì bây giờ nghĩa là nó cũng hình thành, cũng từ khi mà có con đường 202 bây giờ nó làm trước. Hồi trước thì hồi đó cũng đi ghê qua thôi, nhưng mà bây giờ cũng hình thành phát triển, coi như cũng có cái là 202. Còn ở sau biển, thì bây giờ sau biển thì mình làm, thì lúc đầu thì cũng là mấy, nhưng mà bây giờ thấy là có được thật sự. Mình ở đây thì mình nói đẹp hơn, chứ mình đó thì mình nói nó đẹp hơn nha, chung vậy. Chung ở chỗ đây thì nó thuận lợi hơn, cát rồi trắng hơn, nhưng điều ở chỗ đây là mình không có người mở du lịch rồi nó lớn hơn, nói chung vậy. Chứ ở đây thì nói chung là đẹp hơn, tại vì nó có bãi cái đồ nhiều hơn mà. Thì nhưng chung mỗi chỗ, mỗi nào có chỗ kia thì người ta nói chỗ người ta đẹp hơn. Thì chúng mình thì mình nói chúng mình phải đẹp hơn nào, đúng không? Ngày nay, dân Bãi Lao và Bãi Ngang không còn đi biển mà chuyển sang kinh doanh du lịch, một nghề mới mẻ nhưng khá hấp dẫn, nhiều người cũng ăn nên làm ra. Du lịch ở Bình Lập mới phát triển trong vài năm trở lại đây, chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, những du khách đã đến đây thì trầm trồ khen ngợi và cho rằng thiếu sót nếu bỏ qua địa điểm này. Chung ra cái phong cảnh về biển, rừng thì đặc biệt là ở cái thôn Bình Lập. Ở thôn Bình Lập, ở ba cái điểm Bãi Ngang, Bãi Lao và Tàu Bể đó. Thì cái phong cảnh thiên nhiên ở đó rất đẹp. Mà từ những năm 2010 đối với trước cho đến bây giờ thì có một số hộ doanh nghiệp, có một số doanh nghiệp người ta kinh doanh về dịch vụ du lịch. Cho nên những cái ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần hoặc là ngày lễ, ngày Tết thì dân và khách các nơi đến tham quan dã ngoại rất đông. Và người ta rất yêu chuộng cái nguồn thiên nhiên ở đây, không khí rất trong lành. Cho nên người ta thường xuyên là tham quan dã ngoại ở đây. Các công trình du lịch trên bờ biển chủ yếu gắn liền với không gian thiên nhiên để có thể tận hưởng hết được vẻ đẹp mà tạo hóa đã dành cho vùng đất này. Từ ăn uống đến lưu trú đều được người dân địa phương phục vụ rất tận tình. Bình Lập cũng từng là nơi thực hiện cảnh quay của nhiều bộ phim nổi tiếng trong nước. Hôm nay cũng như trong tương lai á, thì địa phương cũng muốn là các cấp thẩm quyền làm sao là cho phép địa phương phát triển kinh tế du lịch. Để mục đích là trên cái nền phát triển hiện tại đó, để rồi phát triển kinh tế du lịch, để làm sao là nâng cao cái vấn đề cái đời sống của người dân, nhất là trong cái việc giải quyết việc làm. Bình Lập có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Thường thì du khách đến Bình Lập tập trung vào sau Tết. Thế nhưng với những người yêu biển, mùa mưa càng làm cho nơi này trở nên hấp dẫn hơn, vì khi đó mới chứng kiến hết được sự vất vả của người dân đội mưa đạp sóng để bám biển. Non nước hữu tình, một cụm từ mà ai khi đã đến Bình Lập đều dành tặng cho vùng biển này bởi sự hấp dẫn riêng của nó. Một bên là núi, một bên là biển, còn có ngôi làng chài với những câu chuyện mở cõi, những rạn san hô dập dìu sóng phổ như gieo vào lòng những cư dân miền biển về một tình yêu biển dạt dào. Bình Lập, cái tên không còn xa lạ, sẽ là điểm nhấn trong bức tranh tứ bình mà thiên nhiên đã dành tặng cho vùng biển Nam Trung Bộ.